Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài, đó là năng lượng tuần mới của bạn ha. Thì trong đây có những cái thông điệp gì á thì mình sẽ gửi đến các bạn. Và những cái thông điệp này thì bạn sẽ phải chọn lọc. Ví dụ như là bạn chưa có người yêu thì bạn sẽ bỏ qua cái phần mà nói về cái người đó hoặc người yêu ha. Hoặc là bạn sẽ để ý coi là ai sẽ đến với bạn á, và cái người này là người cung gì, thì bạn có thể để ý đến những cái vấn đề đó ha. Và bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài nha bạn nha. Tụ thứ nhất đó là cái viên Astrodick này nha, màu xanh. Nếu như mà bạn nào có cần mua Astrodick thì mình có cái file tổng hợp hướng dẫn cho bạn luôn á, tiếng Việt ha. Số 2 đó là cái màu hồng ha bạn ha. 12 con số tượng trưng cho 12 tháng, 12 cung. Cái số 3 đó là cái viên đá màu xanh dương nha bạn nha. Rồi bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình. Bạn nào có mua nến cối xoay, hoặc là mua nến nói chung, hoặc là mua sâu thơm để thanh tẩy thì cũng inbox Facebook cho mình ha. Mình thường thích, nói chung là cái mùi này nó thơm á, cho nên là đôi lúc mình sẽ thanh tẩy một chút để cho năng lượng bài nó lên tốt hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Các bạn xem trả bài riêng của mình bóc Facebook cho mình nha. Ở phía dưới này là đá thạch anh tím ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 1. Rồi, tụ bài số 1 của chúng ta sẽ là cái viên đá màu xanh này nha. Coi tuần sau của bạn như thế nào nha bạn nha. Mình nghĩ là tuần sau nó sẽ có một cái điều gì đó mà nó sẽ khiến cho cái cuộc sống của bạn nó sẽ phải một lần nữa nhìn nhận lại nhiều thứ trong cuộc sống của mình nói chung nha, chứ không phải là trong tình cảm không ha bạn ha. Ở trong cái năng lượng này mình cảm thấy rằng là tuần sau đã có liên quan đến một cái bài học về cái mặt tâm linh của bạn, liên quan đến một cái sự thử thách nào đó, liên quan về cái cảm xúc, về cái nhận diện đó, về cái sự thay đổi những cái cách nhìn nhận nào đó đối với một cái mối quan hệ nào đó ha. Và trong đây có khả năng cao là sẽ là mối quan hệ tình cảm nữa nha bạn nha. Nhưng mà tuần sau thì thật ra mình cảm thấy năng lượng của bạn hơi nặng một chút xíu, là bạn sẽ gặp một cái điều gì đó mà khiến cho bạn, một là bạn phải quyết định, hai là nó bị trùng chân trùng bước trong cái việc mà tiến về phía trước ha. Nói chung là mệt, phải giải quyết. Và cái áp lực này mình nghĩ là nó cũng phá vỡ đi những cái nền tảng, cái thói quen nào mà nó đang ổn định của bạn. Ví dụ như một tuần lễ bạn có những cái quyết định, những cái cách làm gì đó cho công việc của mình đi, hoặc cho cuộc sống của mình đi, rồi có thể là điều đó nó sẽ bị phá vỡ. Và bạn sẽ, một là nó rất là nhiều việc, rất là nhiều trách nhiệm, rất là nhiều thứ phải giải quyết trong cái tuần đó của bạn ha. Hai là kiểu giống như là bản thân của bạn bị mắc kẹt một cái điều gì á đó, mà bạn chưa có thể là giải quyết ngay liền được đó. Đó, mình ở đây mình nói là năng lượng nó mệt mỏi ha, chứ mình không có nói là đau khổ. Bản thân của mình không thấy cái năng lượng này đau khổ, chỉ là có thể là nhiều thứ quá bạn sẽ phải giải quyết nhiều, hoặc là coi như là nó bận rộn, có thể là như vậy ha. Và trong câu chuyện tình cảm á, thì những cái điều trong quá khứ, bài học trong quá khứ bạn cần phải tha thứ và học nó. Ở đây thì có thể là một cái cảm xúc của việc là bạn kết nối với ai đó, nó rất là gọi là có thể bạn fall in love với một ai đó, nhưng mà chỉ là fall in love thôi, chứ chưa phải là một cái tình yêu thực sự, hoặc là chưa phải là một cái gì đó rõ ràng. Thì ở đây mình thấy là bạn có những cái niềm vui tương tác kết nối với lại một ai, một người nào đó. Người đó có thể là kim ngưu, nhưng người đó có thể là bất cứ, coi là thiên bình bảo bình song tử, hoặc là kim ngưu ma kết xử nữ ha bạn ha. Đó, thì mình thấy là trong cái câu chuyện này mình nghĩ rằng là
Nếu bạn đang tương tác với một người, hoặc là bạn đang giữ trong lòng của mình một người cũ đó. Nếu như trong trường hợp bạn nào đã bỏ qua người cũ rồi thì bạn có thể bấm next cái phần người cũ đi ha. Đó, thì mình thấy là có ai đó, hai người nam tương tác cũng như là muốn kết nối với bạn. Nhưng mà trong cái tình cảm á, thì mình vẫn cảm giác là bạn rất là thu hút người khác đó. Bạn rất là có một cái sự lạnh lùng nào đó, hoặc là cái niềm lạnh lùng ở đây là lạnh lùng trong một mối quan hệ ha, chứ thực sự thì có thể bạn cũng rất là vui vẻ trong cuộc sống của mình vân vân. Nhưng mà trong một mối quan hệ tình cảm thì mình cảm thấy là có ai đó đang đấu tranh vì bạn. Nhưng mà tuần sau á, thì nó có những cái cảm xúc từ trong cái trái tim đến với bạn, ví dụ như là buồn, như là nhớ nhung, như là một cái câu chuyện tình cảm nào đó của bạn mà bạn cảm giác có một cái sự trùng xuống, như là mình không chắc chắn về tương lai, mình cảm thấy là mình có nhiều cái điều phải xả stress, phải giải quyết. Ở đây á, nếu như bạn đang tương tác với bất cứ một cái người nào á, thì mình nghĩ là cần nhiều thời gian ở bên cạnh người đó, hoặc là trò chuyện, hoặc là nói chuyện. Bởi vì mình cảm thấy cái cảm xúc của bạn là rất rất là nhớ ai đó, và bạn muốn gặp cái người đó đó. Và nếu bạn được kết nối với cái người đó thì sẽ rất là vui vẻ luôn, sẽ rất là tuyệt vời luôn đó. Và có thể là bạn có quà nữa ha, bạn có quà, bạn nhận được quà nữa đó. Thì mình cảm giác thấy là đó đã đến một cái thời điểm để bạn phải, một là tiến lên với mối quan hệ mới, hai là bỏ mối quan hệ cũ đó bạn ha. Tức nghĩa là bạn phải chữa lành cái trái tim mà nó mệt mỏi của bạn, và đã đến lúc bạn độc lập, đừng có nhớ về người cũ nữa, và đừng nhớ về quá khứ nữa, hoặc là đừng có kỳ vọng một cái điều gì mà hiện tại nó không đang xảy ra hả. Và ở đây một cái thông điệp dành cho bạn đó là đừng có để cho cái quá khứ của bạn nó giữ bạn lại ở phía sau mà không có tiến về phía trước được. Và bạn cần, cái tuần này mình nghĩ là bạn cần với một cái tâm thế thiền định, đó là một cái năng lượng mà kiểu như là cho dù mình có bận rộn, cho dù mình có nhiều việc, cho dù có nhiều trách nhiệm, nhưng mà mình vẫn đối diện với lại cuộc sống này với một cái tinh thần rất là bình thường, rất là bình an, rất là bình tâm đó. Thì mình cảm giác thấy bạn nào mà chọn cái tụ bài này á, thì thứ nhất bạn có một cái năng lượng về cái mặt tâm linh rất là mạnh mẽ, hoặc là bạn sẽ có một cái sự kết nối về cái mặt trực giác rất là mạnh mẽ ha. Đó, thì mình thấy là bạn thu hút người khác là how beauty you are nè. Đó. Đó, và trong cái tình cảm của bạn á, thì nó vẫn còn có một cái chút gì đó mà cần phải giải quyết liên quan với cũ, với người cũ hoặc với ai đó. Nhưng mà nếu bạn đang nằm trong cái trường hợp là bạn có hai người, thì mình cũng cảm thấy rằng bạn nên giải quyết cái vấn đề đó đi. Kể cả trong tâm lý của bạn cũng vậy nha, trong tâm lý của bạn hai người cũng vậy. Có nghĩa là bạn còn nhớ người cũ và bạn chưa hoàn toàn quên được, hoặc là chưa hoàn toàn chữa lành. Dĩ nhiên cái điều đó là nhiều bạn sẽ nói là mình đã quên rồi. Nhưng mà không phải là bạn đó là một cái cảm xúc mà nó sẽ đến vào cái tuần sau. Và đó là một cái bài học, một cái sự nhắc lại. Nó là một cái nỗi sợ, đó là một cái giống như là bạn đã từng bị té xe thì lúc nào bạn cũng sợ cái dốc cao, hoặc là bạn đã từng gặp những cái vấn đề vậy, cho nên khi bước vào một mối quan hệ bạn luôn đa nghi, mình nói như vậy. Hoặc là bản thân của bạn chưa có rõ ràng là mình có tập trung vào cái việc kế tiếp hay không, hay là mình đang làm việc kế tiếp mà bạn mình cứ quay lưng về phía sau. Thì đó là một cái gọi là một cái dạng mà chúng ta rất là hay thường gặp, đó là nếu mà bạn thiền định thì như vậy chưa phải là một cái tâm thế của sự thiền định. Đôi khi thiền á, nó là cái định trong tâm của bạn, trong bất cứ những cái hành động của bạn trong cuộc sống. Ví dụ như bạn quét nhà là bạn chỉ quét nhà, còn bạn quen với cái người này là bạn quen với cái người này, chứ không phải là bạn đang quen với cái người này nhưng tâm tưởng của bạn hướng về người khác, hoặc là bạn phân vân nhiều thứ, hoặc là cái điều đó nó sẽ không có tốt cho cái năng lượng của bạn ha. Còn nếu như bạn đang tương tác với một ai đó thì đây sẽ là cái thông điệp dành cho bạn. Đó, đây là cái thông điệp dành cho bạn. Tuần sau á thì nghĩa là vẫn còn rất nhiều khó khăn trong cái mối quan hệ giữa bạn với cái người này ha. Có chăng thì tất cả mọi thứ á, nó sẽ là cái nỗi sợ trong cái tâm tưởng rất là nhiều, và nó chưa có thể quyết liệt để quyết định. Đó, chưa có thể quyết liệt để quyết định. Cái người đó họ chưa có thể quyết định cho bạn một điều gì, hoặc là bạn sẽ thấy cái người này họ chưa có hành động, hoặc là họ chậm. Đó, mặc dù là họ sẽ, cái cảm xúc của họ là họ vẫn nhớ bạn,
họ vẫn dành cho bạn rất nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là tất cả đều cần phải có thời gian. Mình cảm thấy là cái năng lượng này là có thể người này với bạn nếu mà đang cãi vã, đang không tốt, thì cái người này họ vẫn đang fix cái cảm xúc của họ, fix những cái vấn đề của họ, sửa chữa những cái điều gì đó để mà họ có thể tương tác tiếp với bạn tốt hơn. Tức nghĩa là trong cái năng lượng tuần sau là cái người đó tương tác với bạn nó sẽ không có tốt. Và những cái hành động mà cái người đó dành cho bạn á, thì nó cũng là lãng mạn, cũng là dễ thương, hoặc là người ta sẽ nói chuyện với bạn đó, vẫn là lãng mạn dễ thương nhưng mà ở một cái mức độ nào thôi ha. Chứ là mình vẫn cảm giác rằng là trong lòng của cái người này á, thì có thể rằng là muốn gặp lại bạn, sẽ gặp bạn hoặc là nói chuyện với bạn đó, nhưng mà về trong cái cảm xúc người này á, cũng chưa có hoàn toàn ổn định nha. Cho nên là nó cũng còn khó khăn trong mối quan hệ của hai người. Nếu mà ở trong này có hai người á, mà bạn tuần sau mà bạn tương tác với cái người mà tạm gọi là cái người mà mới á, là cái người giống như là người mới, giống như là người kia là quen 6 tháng đi, người này quen 2 tháng, thì tạm gọi là cái người sau, người đến sau á, thì nó sẽ tốt hơn nha, nó sẽ tốt hơn đó. Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài này ở đây ha. Các bạn nào xem trả bài riêng thì inbox Facebook cho mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trả bài sau. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 các bạn ha. Đó là cái viên đá, cái viên Astrodick màu hồng. Cái tình yêu của bạn á, nó đam mê và nó trực chờ để mà bùng nổ luôn đó. Mình cảm thấy là nó rất là nhiều cái đam mê luôn đó, đó passion, là bạn thấy không đó. Tuần sau á, với cái năng lượng này rất là đam mê luôn, cho nên là gọi là nó rất là dễ phụ thuộc cái cảm xúc vô trong đây đó. Cho nên là hai người mà sẽ bị giống như gọi là ngợp trong cái tình cảm này, coi như là bạn giống như là bạn quá là tập trung vô trong cái tình cảm này, khiến cho cái cuộc sống cá nhân riêng tư của bạn nó bị bỏ bê đi, tạm gọi là như vậy đó. Nhưng mà khi bạn coi trả bài này thì bạn có thể là cân nhắc lại về cái năng lượng đó. Và tuần sau thì mình thấy là bạn thành công nè, bạn quyến rũ nè, bạn tự tin nè, bạn vượt qua được khó khăn nè, bạn có rất là nhiều những cái sự ngưỡng mộ từ người khác nè. Cái năng lượng của bạn là bạn có những cái thành công nào đó, và bạn rất là lý trí, bạn rất là rõ ràng, bạn rất là rạch ròi trong quyết định công việc nè. Bạn phăng phăng tiến về phía trước, không có ngại những cái trở ngại gì nè. Và bạn là một cái người mà gọi là vững trong cái năng lượng của mình lắm. Trong cái tuần sau là có thể rằng là giống như người khác có muốn đánh bại bạn, hoặc là cái người những cái công ăn việc làm khác nó muốn tổn hại đến bạn cũng không được. Bởi vì năng lượng của bạn rất là mạnh, và năng lượng của bạn giống như là gọi như là bạn ngồi trên cái kiệu và bạn nghênh ngang bạn đi trên một cái con đường, và người khác có nhìn thấy bạn họ cũng ở một cái vị thế khác, không có được ngồi trên kiệu giống như bạn. Đó là một cái sự thành công của bạn đó. Và cái năng lượng này nó rất là tốt ha, nó rất là tốt đối với bạn đó. Đó là năng lượng cá nhân của bạn trong cái tuần sau, là mình thấy như vậy. Thậm chí là bạn còn tốt về cái vấn đề là lo lắng cho con cái vân vân ha. Đó, trong cái câu chuyện tình cảm của bạn á, tuần sau thì mình sẽ thấy được là có những cái sự mong ngóng trông chờ trong cái tình cảm nha. Đó, bản thân của bạn thì tuần này thì sẽ rất là tốt trong cái việc là cố gắng hạnh phúc hơn ha. Đã hạnh phúc rồi, cố gắng hạnh phúc hơn. Nói chung là gọi là sao, gọi là có những cái nó cũng rất là healthy, nó cũng rất là lành mạnh trong cái cuộc sống của bạn. Nó khiến cho cái năng lượng của bạn nó nâng lên rất là nhiều nha bạn nha. Đó, chỉ có là bạn suy nghĩ về cái tình cảm, hoặc là đầu tư vào trong cái tình cảm nó nhiều đó. Ha.
Nhưng mà nói chung là tình cảm của bạn tuần sau là mình thấy rất là đẹp luôn. Đó, gia đình, con cái, chia sẻ, kết nối, yêu thương ha. Đó. Và năng lượng tình cảm của bạn tuần sau mình cũng cảm thấy là nó có một cái nền tảng nó vững chắc, hoặc là nó có một cái cơ hội lớn trong cái câu chuyện tình cảm của bạn với cái người đó ha. Và ở đây cái lời khuyên cho bạn đó là hãy tin tưởng. Chỉ cần bạn đặt được một cái viên gạch tin tưởng xuống thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất là tốt. Ở đây thì mình cảm thấy là cái người đó họ cũng có hơi kiểu như là hơi có phần cố gắng chạy theo bạn, hoặc là hơi có phần dí đuổi bạn. Cứ nghĩ là dí đuổi ở đây là cái vị thế của bạn, hoặc là cái nền tảng của bạn nó bắt đầu nó cao lên, cho nên là họ phải đuổi theo để họ có thể là cân bằng hoặc là đồng điệu với bạn, họ giữ bạn, họ trên một cái giai đoạn giữ bạn đó. Và mình thấy được là win-win outcome, một cái kết quả mà mình cảm thấy là nó thành công cho câu chuyện tình cảm của bạn nha, cho cuộc chuyện cuộc sống của bạn ha. Đó thì và nó còn mang lại cho bạn một cái sự phát triển về mặt tâm linh vào cái tuần sau rất là lớn luôn nha. Đó. Ở đây thì mình thấy được là cái nền tảng câu chuyện tình cảm của bạn với cái người này, một là tuần sau đặt được một cái nền tảng rất là vững chắc luôn, hai là tuần sau bạn với cái người này sẽ có một cái gọi là một cái bước ngoặt, hay một cái khởi đầu, hay một cái điều gì tốt. Mình nói ví dụ như là bạn nào coi tụ bài này, hai người có thể đính hôn với nhau nè, đặt một cái nền tảng mà bạn đặt một cái nền tảng có thể là đính hôn với nhau nè, hoặc là có thể gọi là tạm cho nhau một cái thời gian mà rất là tin tưởng nhau, để mà mình hoàn tất, mình làm cái gì xong để mà mình kết nối tiếp tục với cái câu chuyện này, cũng có thể là như vậy ha. Và cái giá trị của bạn cao, cho nên là ở đây vũ trụ cũng nói rằng là bạn đừng có đặt hoặc là tự nghĩ rằng bản thân của mình cái giá trị mình không cao, giá trị mình thấp ha. Mình cảm thấy là cái sự thức tỉnh của bạn nó rất là mạnh mẽ, cái năng lượng thức tỉnh, cái năng lượng, cái ngọn lửa thức tỉnh của bạn rất là mạnh mẽ đó. Và đôi khi là bản thân của bạn á, nó được một cái là có thể là nó đang chấp nhận bản thân của mình nhiều khía cạnh hoặc như thế nào đó ha. Có nghĩa là một cái bước ngoặt là bạn chỉ cần chấp nhận bản thân mình thôi, nó đã là một cái điều mà nó một cái bước ngoặt rất là lớn trong cái con đường tâm tưởng của bạn. Cái đối phương của bạn á, thì họ bạn có đang tương tác với ai á, thì mình thấy là năng lượng của cái người này đang không tốt. Một là ghen tuông, hai là giống như là hấp tấp á, ba là kiểu giống như là có thể gọi là họ bị áp lực hoặc là một cái gì đó về trong mối quan hệ này. Và cái năng lượng này thì thật sự mà mình phải nói là nó đam mê lắm ha. Nó đam mê lắm đó. Và cái năng lượng này thì hả, từ cái sự đam mê này á, nó có sẽ dẫn đến một cái câu chuyện bùng nổ nha, một cái câu chuyện bùng nổ trong đây nữa. Thì ở đây á, nó có hai nguồn năng lượng lận. Một nguồn năng lượng nếu như mà bạn với cái người này mà cho nhau một cái cơ hội thì là kết hôn, là đặt nền tảng nha. Còn nếu như mà bạn với cái người này mà cần cái khoảng thời gian để cả hai người có cái việc lo việc riêng tư á, thì đó cũng sẽ là một cái cơ hội mở cho sau này đó. Tại vì với cái năng lượng này thì không phải là tất cả mọi thứ tuần sau là nó đều im lặng, nó đều bình yên đó, mà trong bản thân của cái đối phương của bạn á, vẫn còn có một số những cái điều gì á mà mình cảm thấy là nó không có được bình yên, và mình cũng cảm thấy là nó có một cái bước ngoặt, một cái rẽ hướng ở trong cái năng lượng này nữa ha bạn ha. Bạn á, mà chọn tụ bài này mà về công ăn việc làm thì bạn quá trời ok luôn. Vũ trụ say yes với bạn, nhưng mà it's up to you nè. Bạn có chọn mối quan hệ đó như thế nào là tùy bạn ha. Nhưng mà cái năng lượng của bạn hiện đang tốt thì bạn sẽ phải nên tiếp tục duy trì những cái điều đó, duy trì cái năng lượng đó, duy trì cái việc mà
cái người đó họ cần bạn rất là nhiều, hoặc là họ cảm thấy năng lượng của bạn rất là cao, rất là tốt, mà họ phải dành cho bạn một cái vị trí tốt gì, vị trí cao trong lòng của họ nha. Ở đây nó cũng có một cái thông điệp về việc giải quyết một cái tình huống nào đó mà đã đến lúc phải giải quyết rồi, là như vậy ha. Nhưng mà với cái năng lượng này thì bạn là cái người rất là tốt, năng lượng cá nhân bạn rất là tốt, năng lượng người kia chưa tốt, đó là như vậy ha. Tóm lại là như vậy. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng, inbox Facebook cho mình ha. Mua nến có xoay xô thơm ha, sỉ lẻ, hoặc là có cần vấn đề gì thì cứ inbox Facebook cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha. Ok. Ở trong cái năng lượng này thì mình thấy được là có hai nguồn năng lượng. Một cái nguồn năng lượng đó là bạn sẽ gặp người mới, và một cái nguồn năng lượng đó là người cũ quay trở lại. Và với cái năng lượng người cũ quay trở lại thì nó không có tốt. Nếu bạn đang tương tác với ai đó và không phải là người, giống như là một cái người mà kiểu như là chỉ mới vừa quen, hoặc là vui vẻ gọi là tình yêu mới, thì cái người đó là ok, là một cái tình cảm mà nó chỉ là mới khởi đầu thôi bạn nha, chưa có một cái gì chắc chắn hết nha. Đó, còn nếu như mà năng lượng cá nhân của bạn thì bạn đang đặt tình cảm vào ai nhiều nhất thì mình nói về cái người đó đó ha, hoặc là cái người cũ, cái người mà bạn trông mong ngóng nhiều nhất, thì cái năng lượng tình cảm đó không tốt nha bạn nha. Năng lượng tình cảm đó không tốt, năng lượng tình cảm mà bạn đang nhớ nhung, bạn đang kiểu như là phân vân không có biết rời bỏ hay không, hoặc là vân vân so, giống như là phân vân so sánh, kiểu như là mình chưa có quyết định được đó, thì đã đến lúc bạn phải chọn cái giải quyết cho bản thân của mình nha. Bạn chọn cái nào thì bạn chỉ nên chọn một cái phương án thôi đó. Và ở đây thì có một cái sự thức tỉnh cho bạn về một cái câu chuyện tình cảm, là cái người nào đó họ chưa có xem bạn là tất cả trong cuộc sống của họ đó. Nếu bạn đang có tương tác với ai đó thì cái người đó đó, cái người mà bạn với họ có những cái sự mắc kẹt về gia đình hai bên, về những cái vấn đề về lề thói đạo đức ha, về những cái vấn đề ngăn cản nào đó mà bạn không đến được mà bạn vẫn nghĩ về, thì cái năng lượng đó nó khiến cho cái đầu óc của bạn nó rối, và nó nhiều cái sự coi như là ám ảnh bạn, ám muội bạn, và bạn kiểu như là bạn bất an trong cái cuộc sống, mà kiểu như mình thấy là bạn không có còn bình yên nữa. Bạn có rất nhiều thứ bạn sẽ phải, bạn suy nghĩ đến nỗi bạn mệt mỏi ha. Đó, bạn suy nghĩ đến nỗi và bạn mệt mỏi luôn đó. Thì cái năng lượng đối với cái người đó mình thấy không có tốt. Và cái sự thay đổi nó đang đến trong cái cuộc sống của bạn, và bạn phải thay đổi thôi. Bạn phải nhận diện ra điều gì tốt, điều gì không tốt. Đã đến lúc bạn phải thức tỉnh cho cái câu chuyện này. Có thể là mọi thứ nó cần thời gian để mà healing, để mà chữa lành, hoặc để mà nó giải quyết. Đó. À, có nghĩa là đã đến thời điểm và mọi thứ nó đang được giải quyết, nó đang được xoay theo một cái chiều hướng là từ 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 mọi thứ nó sẽ hình thành, và nó sẽ là được giải đáp hoặc cho bạn câu trả lời. Nhưng mà chắc chắn rằng là bạn nào mà chọn cái tụ bài này và tuần sau mà bạn làm việc chăm chỉ thì mình thấy rất là ok luôn. Cái năng lượng làm việc chăm chỉ của bạn nó rất là nhiều ha, nó có rất là nhiều đó. Còn với một cái năng lượng tình cảm thì có người thứ ba. Một là bạn là người thứ ba, hai là cái người câu chuyện tình cảm của bạn có người thứ ba, và cái mối quan hệ này nó cái người này họ chưa thực sự hoàn tất, hoàn toàn tập trung cho năng lượng của bạn, mà bạn chỉ là một cái mối quan hệ dự phòng thôi.
Và cái trải bài này thì mình thấy nó nói khá nhiều về cái câu chuyện tình cảm, và nó có cái vấn đề là một, nếu bạn gặp người mới, người đó có thể là Bạch Dương nhưng mã sư tử, còn nếu cái người bạn đang tương tác có thể là Thiên Bình Mão Bình Song Tử, nhưng mà cũng có thể là đổi chiều lại, có nghĩa là cái người cũ người mới có thể là những cái cung đó thôi là được bạn ha. Tại vì đây là trải bài chung mà bạn, có rất nhiều cái nguồn năng lượng ở đây, và đây chỉ là sự tập trung thôi đó. Cái người đó, cái người nào đó sẽ tương tác với bạn như một người bạn rất là dễ thương và vui vẻ, nhưng mà tình cảm hoặc là mọi thứ thì mình cảm thấy chưa có rõ ràng nha. Cho nên là tuần sau cho dù như thế nào đi chăng nữa thì hãy để cho giống như coi như đó là thử thách đi, cho cái người đó coi họ họ làm cái gì tiếp theo, hoặc là họ họ chọn cái điều gì, họ sẽ quyết định như thế nào đó. Chứ mình á, thì mình cảm giác thấy là ở đây có nhiều nguồn năng lượng, mà cái người đối phương của bạn cũng thuộc dạng là anh trai mưa đó, kiểu giống như là có thể là lãng mạn dễ thương nhớ nhung đồ này nọ kia ha, cũng rất là được đó. Nhưng mà đi sâu vô thì mới biết được nè, thật ra đi sâu vô thì mới biết được nè. Tuần sau thì đánh giá tình cảm của bạn là tạm được thôi, chứ mình không đánh giá là nó tốt nha. Phải thức tỉnh, phải nhìn nhận những cái vấn đề. Có ai đó quay trở lại trong câu chuyện tình cảm của bạn, một là Song Tử nè đó, hai là những cái cung mà mình đã nói, Kim Ngưu nè đó, Bạch Dương nhưng mã sư tử gì đó. Đó, và có ai đang gọi là theo dõi cái mạng xã hội của bạn. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy nếu như trong trường hợp mà bạn đang tương tác với một người mà họ có một người thứ ba, hoặc là bạn bị đặt vô một trong tình huống một người thứ ba, thì đã đến lúc bạn thức tỉnh cho cái câu chuyện này. Bao nhiêu cái giống như là bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái mệt mỏi, nó cũng phải nên được giải quyết. Hiện tại là phải nên được giải quyết rồi đó, không có nên để lâu hơn nữa đó. Cho nên là những cái vấn đề cá nhân của bạn nó đã chạm đến cái mốc mà phải giải quyết rồi. Giống như người mới cũng đã tới, người cũ cũng quay về, bây giờ bạn đứng ngã ba đường thì bạn chọn lựa đi, đã đến lúc chọn lựa rồi đó. Tương tự như vậy thì mình thấy cái năng lượng này là có một cái người trẻ trung, hơi xì bót một chút xíu đó, mà là true love đến tìm bạn để mà vui vẻ với bạn ha. Người đó có thể là Song Ngư, Cự Giải, Bò Cạp nữa bạn nha. Ok, mình sẽ bóc cái lời khuyên cho bạn nha. Tin tưởng vào bản thân của mình, vũ trụ say no với bạn nè. Thì cái mối quan hệ nào say no thì bạn đã hiểu, bạn đã biết rồi đó. Cái mối quan hệ nào mà nó you are ready nè, bạn đã sẵn sàng cho giải quyết những cái vấn đề cá nhân của bạn, vũ trụ say no cho cái việc đó là bạn ở miết mãi ở trong một cái tình huống, một cái năng lượng mà nó đã không giải quyết, nó đã đến cái lúc giải quyết, và vũ trụ chỉ ra rõ cho bạn rằng là một cái câu chuyện mà bạn bị tác động bởi một cái người khác, một cái câu chuyện tình cảm mà nó có một cái người khác, và cái đối phương của bạn họ cũng chưa có hết lòng với bạn, để mà coi bạn là duy nhất trong cuộc sống, mà chỉ là một cái mối quan hệ dự phòng thôi, thì cái mối quan hệ đó là không được đó. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xin trải bài riêng inbox Facebook cho mình, mua nến cối xoay, mua đèn hoặc là mua số thơm thì inbox cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau.